Dạ vâng, rồi bây giờ là coi như là bây giờ là mình bây giờ mới bắt máy đi để mình trước khi Long Phong xin một lần nữa chào đón tất cả quý vị quan khách đã đến đây ngày hôm nay rất là đông đủ, chưa đông đủ lắm nhưng mà chắc chắn là chiều thứ sáu kẹt xe đi làm về, nhưng mà sự có mặt của quý vị ngày hôm nay cũng giúp cho chúng tôi trong ban tổ chức rất là ấm lòng khi nhìn thấy quý vị đến đây đã từ rất sớm. Và xong quý vị hoan nghênh bỏ qua cho những người đang bị kẹt xe ngoài kia, cho nên là cuối cùng thì chị Diệu Quyên với Long Phong quyết định là mình phải có thì giống như mình nói ha, mình là đã là đi trễ rồi mà trên đường đi còn bị lạc nữa, tức là mình đi làm sao mà đi xuống freeway mà đi ngược, không phải là đi U-turn lại, U-turn lại mà cuối cùng thì bây giờ là đến thì mình khoảng 7:10 mình đến. Rồi cho Long Phong tên bài hát và ghi danh với ban tổ chức bên đây thì chúng tôi sẽ 7:10 mình đến mà đến bây giờ thì coi như là vẫn còn sớm, tức là bây giờ là 8:00 thì mới bắt đầu là coi như là chính thức khai mạc chào cờ. Long Phong nhìn thấy ở bàn số 19 hay 20 có một cô chú rất đẹp đôi, và cô chú sẽ đến đây ngày hôm nay sẽ đại diện để quan hót cho chương trình của chúng ta với một nhạc phẩm của Phạm Duy. Nhạc phẩm có tựa là Chỉ Là Giấc Mơ Thôi, Yellow Bird. Con xin mời cô chú lên sân khấu ạ. Dạ vâng, đây là chú Đỗ Quý Nguyễn là Diego. Dạ. Đây là những anh em thì đặt máy ở đây, nhưng mà mình thấy là có nhiều máy ở đây quá rồi, thành ra mình sẽ đặt máy ở phía bên trên mình để xuống. Con xin mời cô chú ạ. Dạ vâng, xin cô chú bước lên đây và cho chúng con biết ghi danh của cô chú ạ. Không phải, giờ chị là tháng 12. Ủa vậy hả? Sao thấy chân không có để? Đâu phải cô bước lên chị đâu. Bây giờ con vừa là sân khấu. Ủa vậy là người khác hả? Vậy tôi nhận được. Ủa nó giả hả? Dạ, mà cách nhìn của cô chú đó phải làm sân khấu. Phải phải báo chứ không? Cảm ơn. Dạ. Xin mời cho một ca hát bay thơm thơm hả? Cho cậu sân khấu. Đây là mấy người coi như là thân hiểu fan của ứng cử viên Phát Bùi. Hồi xưa cũng thường hay ủy lạo cho mình luôn. Dạ, à, chị mình dạ, quá chị dạ. Mình nhìn trên Facebook mình tưởng là chị, nhưng mà không phải, vậy là nó là Facebook giả.